Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Mọi người muốn hàng liên hệ số hội trên màn hình nha, 0348 30 843. Đó, nhắn tin hoặc là điện thoại nha mọi người. Rồi, hôm nay em về được rất ít món, có vài món mọi người. Đây, được cây bộ bộ cạo ép cạo nhanh của Mỹ với cái kìm kìm mổ quạ của Mỹ nè, như ta này. Mấy cái này là cái chung cái chén, chung cái đồ để chân, để bàn ông địa nữa, để bàn thờ ông địa. Nó mạ vàng 24K nha mọi người. Rồi, của Nhật mạ vàng 24K. Rồi, cái video hôm nay có mã là 200 ha. Người mua hàng thì nhắn cái mã video rồi sản phẩm ha. Rồi, khách hàng mới bên em thì nhận chuyển khoản mới gửi hàng nha mọi người. Đó. Còn hàng thì gửi chốt thì đi trong ngày, hoặc là chậm lắm thì sang ngày hôm sau là sẽ gửi. Khách ở miền ngoài thì nhận hàng từ khoảng 5 đến 7 ngày nha mọi người. Ngoài miền Trung thì khoảng từ 4-5 ngày, trong miền Nam thì khoảng 1 đến 3 ngày ha. Rồi, đầu tiên giới thiệu là cái một cái bộ lưỡi cưa của Nachi. Đây, bộ lưỡi 10 cái lưỡi của Nachi Japan nha. Nachi sản xuất. Cái này nó mới chưa sử dụng, này nó dính keo tí chứ nó chưa có sử dụng. Còn nguyên cái băng luôn nè. Cái này nó đóng gói là 10 cái một một gói nè mọi người. Lưỡi hãng Nachi nha, lưỡi cưa sắt. Này, kích thước cái lưỡi nè. Đó, kích thước nè mọi người. 26.5 chiều dài cái lưỡi, bề ngang là 12 mm, bề ngang lưỡi Nachi cưa sắt Nhật sản xuất 10 cái nha, 10 cái mới mới 100% chưa sử dụng. Rồi, mã số 1 250 ngàn. Tiếp theo là cái này. Cái này đó là cái con quay ha, nè, nó quay như vậy nè. Chung cái trò chơi gì á, trò chơi quay cầm quay quay đó, nó bằng kim loại nha mọi người, cầm khá là nặng tay nè. Phần này kim loại nè, trong nó có bạc đạn đó. Rồi, mã số 2 100 ngàn. Tiếp theo là cái kìm Robo Grip của Mỹ. Đây, thép của Mỹ nè, cái ngàm nè. Có sử dụng rồi. Nè.
Nhưng mà cái gàm thép này nó là thép rất là cứng luôn nha. Thép này xài rất là bền, cứng. Đó. Thép nó ghép từng miếng lại với nhau này. Cái lưỡi nó, cái ngàm, cái mỏ nó. Thép nè. Này tự động luôn rồi, kìm quạ này nó tự động. Là mình kẹp đồ lớn đồ nhỏ gì đút vừa vừa là nó sẽ tự nó khóa cái răng này nè. Răng này nó khóa lại nó để cho mình bóp được ha. Mình lấy cái đồ để bóp thử à. Đó. Xuống đây sẽ đứng à, nó đứng rồi chiều lại ha. Khóa này đó, nó nhúng cái này vô răng này nó sẽ chiều là cứng cho mình bóp nó rồi tự động à, mỏng nhỏ vậy nó cũng tự khóa lại nè. Đó. Đây, Mỹ sản xuất. Kích thước là 23.5 cm. Ngàm này mở ra được 4 phân. Độ dày là 1 phân. Rồi mã kìm số 3. Số 3 500 ngàn. Rồi tiếp theo cái ổ khóa của Nhật. Đây ổ khóa Nhật. Hiểu rồi. Khóa dây cáp xe đạp, xe máy gì đó, tủ gì cũng được. Chìa nè. Dây này dài cỡ 60 luôn. Cái dây khóa này dài 60. Rồi mã ổ khóa là số 4, 250 nha. Rồi số 5 nè. Đây. Cái này em bán theo cặp nè mọi người. Chung là nó mạ vàng. Mấy cái chung chung để bàn ông địa ha. Chất liệu không biết bằng gì nó mạ vàng. Đây cục 500 không hết. Đây ghi là mạ vàng 24 nè, 24k. À, cái này kích thước là 7.5 cm, chiều cao. Rồi một bộ hai cái, bộ này mã số 5, 450. Rồi đây là bộ nhỏ hơn, đây nó có hai chữ nè, chữ Nhật này. Không biết chữ gì. Đây, nó cũng ghi là mã vàng 24k. Đó, vàng 24k rồi chữ Nhật.
cái này kích thước nhỏ hơn, nó cỡ 6.3 cm. Bộ hai cái này là 350.000. Rồi còn bộ này to hơn. Bộ này to nè. Bộ này nó làm cái cạnh, nó vát cái cạnh nhìn khá là đẹp đây. Vát cạnh. Đây, nó cũng ghi là 24K nè, chữ Nhật. Mã vàng 24 đó, đó. Xe này 7.3 cm. Mã số 7 ha, 450. Rồi, cuối cùng là cái bộ cảo của Mỹ nè. Ewin, Ewin đó. Cảo nhanh, Quick Grip nè. Đường cảo nhanh đó. Đó, bóp nó sẽ vô ha, siết chặt lại. Dùng cảo ép nha mọi người. Đây, cảo gỗ. Đây, cái này sai nó kẹp được cái gỗ tới 60 cm. Đây, kẹp được miếng ghép gỗ đến 60 cm nha. Thép này rất là dày, thép của Mỹ nè, kệ thép đen của Mỹ nó cứng lắm, chân nhìn nó gọn vậy nhưng mà nó rất là cứng. Cái đầu này có thể mở ra nha, chuyển lại thì thành ra cái cảo nó sẽ là một cái cảo nông ra, đổi đầu lại như vậy nè, gắn vô chỗ này nè, nó rất là hay, cái dòng này nó rất là hay đó. Ở đây nha. Nha. Để xin lỗi đây. Đây nha. Đầu nó rất là linh hoạt. Đó. Là bây giờ nó sẽ nông ra. Mình muốn nông cái gì ra đó, nông gỗ đó, ép. Ép bên trong ra ngoài. Đỡ cái đầu này lại nha. Đó, vô vậy là khóa lại. Đó. Okay. À, một cặp như nhau ha, một cặp. Cặp cảo 60 cm, cộng với một cây cảo nhỏ này luôn nha. Cái này thì có một cây cũng là cảo nhanh. Đây, cũng là cảo nhanh. Đúng. Đó, cũng cùng hãng nè, mà size nó nhỏ hơn ha. Của Mỹ đó, hãng này của Mỹ đó. Cũng là cái thép hình dáng này nè, rất là cứng nha. Nó nhỏ nhưng mà rất là cứng luôn, thép cứng lắm. Nó thiết kế ra để dùng cho cái cảo mà, nó sẽ rất là cứng. Đây. Cảo này được 17 cm. Dùng nhỏ, đẹp được 17 cm. Rồi, hai cây lớn một cây nhỏ nha mọi người. Đó. Coi như em bán cặp lớn tặng cây nhỏ này. Ba cây. Mã số 8 nha, ba cảo của Mỹ, mã số 8, 1.200.000. Rồi giá em bán chưa bao gồm phí ship mọi người. Chuyển khoản chưa bao ship. Giá chưa bao ship. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại video tiếp theo.